Truyện tích thứ 16, thầy bùa ngải lần chuỗi mân côi. Câu chuyện khó tin mà có thật. Có thầy bùa ngải rất cao tay, y đã dùng mọi phương pháp thư yếm để dụ dỗ nhiều phụ nữ sa vào tay y để thỏa mãn dục tính. Người ta đã tố cáo y với chính quyền, có biện pháp trừng trị hầu tránh một tai họa, nhưng không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ bàn tay thư yểm của y. Vả lại, chính quyền cũng lờ đi, sợ đụng chạm đến tôn giáo. Dù sao, y cũng là một thầy phù thủy có hạn trong vùng. Nhân cơ hội, y dùng tà ma, khiến âm binh để chữa bệnh cho một thiếu phụ. Chẳng may, thiếu phụ này chết, không biết có phải tại ma quỷ hay tại bệnh. Nhưng chính quyền cũng cứ cho là tại y. Chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề, y bị bắt và bị truy tố. Nhân cơ hội này, đã có rất nhiều đơn tố cáo y lợi dụng bùa phép để làm hại nhiều phụ nữ. Thầy phù thủy bị cáo trước pháp luật vì nhiều tội danh bất chánh. Kết quả là tòa án kêu chung thân. Y rất lo sợ, buồn phiền vì những việc làm bất chính của y. Vào tù được ít tháng thì y lâm bệnh nặng, biết mình sắp chết. Cho nên y nói với người bạn tù rằng: "Tôi sẽ chết, và trước khi chết tôi trói lại cho anh tất cả những gì tôi có trong nhà tù này. Vậy khi nào anh có dịp được gặp gia đình thì nhờ anh thông báo cho vợ con tôi nên từ bỏ cái nghề mặt rịp của tôi đã làm, vì nó chẳng có ích lợi gì cho ai, nếu không chỉ làm hại người ta. Hơn nữa, tôi cũng nhân cơ hội này dám hỏi anh một bí quyết. Tại sao từ ngày anh vào tù, tôi thấy anh lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, như không có chuyện gì xảy ra? Tương lai, mạng sống sức khỏe anh coi như không. Lúc nào cũng cứ tươi cười vui vẻ, còn hát sướng được. Tôi thấy anh lấy dây dài thắt nút từng khúc và ngồi nghiêm trang lâm râm khấn vái, tay thì đếm từng nút dây. Mặt anh lúc nào cũng tươi vui, tôi thấy mà thèm. Tiếc cho cái thân phận của tôi. Được cơ hội, anh bạn tù trả lời hết và giải đáp tất cả mọi vấn đề mà anh phù thủy thắc mắc. Sở dĩ tôi an tâm là vì tôi là người công giáo, sống chết đã có số phận. Cuộc sống ở thế gian này chỉ là phù du, nay còn mai mất. Sinh ra ở trên trái đất này, sống ở nhà hay sống trong tù cũng chỉ là sống trên trái đất mà thôi. Có gì phải quan tâm? Chúng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tin vào Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên trái đất và truyền cho chúng tôi phải năng lần chuỗi mân côi chính Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu thoát khỏi tù đày, được sớm trở về với gia đình, sống thánh thiện cho đến chết. Cái dây mà anh thấy tôi thắt nút, đó chính là chuỗi hạt mân côi. Ở ngoài, người ta làm bằng gỗ, bằng kim khí, óng ánh, sáng láng rất đẹp. Còn trong tù thì quy chế không cho đem đồ đạo vào, sợ mình lợi dụng để tự vẫn. Cho nên, tôi đã phải thắt nút dây để làm tràn chuỗi mân côi và đọc kinh kính mừng. Nhờ đó mà tôi đã sống an vui, bình thản. Nếu đêm nay người ta đem tôi ra pháp trường bắn bỏ cũng được. Tôi đã phó thác dâng tất cả cho Đức Mẹ gìn giữ. Thầy phù thủy nghe nói rất cảm động, tự nhiên thấy phấn khởi và muốn nhờ anh bạn dạy đạo và cũng tập lần chuỗi mân côi. Anh cũng bắt chước người bạn tù lấy dây thắt nút làm chuỗi hạt mân côi và học để được lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Từ đó anh cảm thấy tươi vui, không còn muốn chết nữa. Anh đã khỏe trở lại, vui vẻ nói chuyện, hát sướng. Hai đôi bạn càng ngày càng thân thiết, trìu mến nhau lạ thường. Cho đến một ngày, đúng là do lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi của cả hai anh tù, chính phủ có sự thay đổi chính thể, đã tuyên bố khoan hồng cho các tù nhân, kể cả những người tù chung thân.
đã ở được hơn 10 năm. Thầy phù thủy cũng được tha, trở về gia đình cùng với anh bạn. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của Đức Mẹ Mân Côi, thầy đã bỏ tất cả, bán hết của cải, xin vào dòng tu để chuộc lại những tội lỗi suốt mấy chục năm qua. Thầy đã sống thánh thiện 15 năm trong tu viện, lao động cực nhọc, chỉ ăn cơm với muối và năn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ cho đến chết. Lời bàn, câu chuyện được kể lại trong tu viện dòng thánh Dominico nhờ gương sáng của một chiến sĩ công giáo mà một tội nhân, một thầy phù thủy Bùa Ngải khét tiếng đã được ăn năn trở lại. Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà một thầy phù thủy có thể được ơn cải tử hoàn sinh như vậy? Gương sáng rất quan trọng, như chúng ta đã biết. Chuỗi hạt Mân Côi của nhà bác học Andrambert có giá trị hơn 1.000 bài giảng rất hay và hùng biện. Tạ ơn Chúa.